Máy massage chân Momoda SX383 là máy massage đa năng, có thể massage thư giãn ở nhiều vị trí khác nhau, từ đầu gối, cẳng chân đến lòng bàn chân. Với hệ thống sau túi khí 3D hình chữ U bao quanh và xoa bóp liên tục vị trí ở đầu gối, đồng thời còn thực hiện phương pháp bấm huyệt Shiatsu với hai đầu massage nổi tích hợp, kết hợp cùng chế độ chườm nóng Graphene, nâng cao khả năng lưu thông máu, giảm căng thẳng và mệt mỏi hiệu quả. Máy có tới 4 chế độ massage như chế độ tự động, massage đầu gối, massage cẳng chân và massage lòng bàn chân. Mỗi chế độ có 3 mức cường độ massage phù hợp với tình trạng sức khỏe khác nhau của người dùng. Đặc biệt còn được trang bị remote điều khiển cầm tay tiện lợi, dễ dàng thao tác, thậm chí có thể cất gọn vào thân máy với cơ chế hút tự tính, không lo bị rơi rớt trong quá trình sử dụng. Hơn thế nữa, máy còn được tích hợp pin 2600mAh chất lượng cao, sạc qua cổng USB-C nhanh chóng, sử dụng không dây tiện lợi. Mỗi lần sạc đầy, máy có thể hoạt động lên tới 120 phút. Bạn có thể sử dụng tới 6 ngày với liệu trình 15 phút thư giãn mỗi ngày. Máy massage Momoda SX383 là sản phẩm tuyệt vời chăm sóc sức khỏe đôi chân của bạn, giúp xua tan những mệt mỏi đau nhức thường trực từ đầu gối, cẳng chân đến lòng bàn chân.